Nếu như có những dấu hiệu mà Trang chuẩn bị nói sau đây, đừng lo lắng và hãy kiên nhẫn, bởi vì sớm muộn gì thành công cũng sẽ tìm đến bạn. Còn trong trường hợp chưa thấy mình có những dấu hiệu này, đây chính là lúc mà các bạn nên bắt đầu nếu như sau này các bạn không muốn phải nuối tiếc. Và các bạn biết phong cách của Trang rồi đấy, không muốn lấy thời gian của các bạn nên ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Dấu hiệu nhận biết đầu tiên đó là bạn có cho mình những thói quen tích cực. Thành công được tạo nên bởi những thói quen, và càng những người thành công lớn thì họ càng duy trì cho mình nhiều thói quen tích cực. Thói quen cũng tạo nên 95% thái độ của mỗi con người, và chẳng bởi thế mà cuốn sách 7 thói quen thành công lại có thể nằm trong top những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại trong suốt nhiều năm nay rồi. Và hầu hết những người thành công thì đều đã đọc cũng như áp dụng những thói quen được đề cập tới ở trong cuốn sách này. Khi mà còn trẻ, có thể không dễ dàng gì cho chúng ta để có thể hiểu được hết ý nghĩa đằng sau những thói quen, những hành động mà những người thành công họ đã làm. Như vậy thì lời khuyên của Trang dành tới cho các bạn đó là hãy tìm những người thành công lớn, hay là hãy tìm những người mà bạn cảm thấy muốn học hỏi họ, xem họ có những thói quen như thế nào và bắt chước y hệt như họ. Không cần phải hỏi, không cần phải biết lý do, cứ thấy họ có những thói quen nào tích cực thì hãy học tập và làm theo. Ví dụ như họ dậy sớm vào buổi sáng, bạn cũng dậy sớm, họ đọc sách, bạn cũng đọc sách, xem họ đọc cuốn sách gì thì bạn đọc theo đúng những cuốn sách như vậy. Họ thiền, bạn cũng thiền. Họ ăn uống ra làm sao, sinh hoạt như thế nào thì bạn cũng copy y nguyên thói quen sinh hoạt đó của họ để có thể trở thành thói quen sinh hoạt của bạn. Cứ dần dần áp dụng theo những thói quen như vậy, đến một thời điểm bạn sẽ hiểu lý do vì sao và bạn cũng sẽ cảm nhận được những lợi ích mà những thói quen tích cực đó mang lại cho cuộc sống của các bạn. Những người thành công, họ đã phải trải nghiệm, phải mất hàng chục năm để có thể đến vị trí của họ bây giờ và tạo lập được cho họ những thói quen như vậy. Vậy thì các bạn hãy làm theo họ để có thể tiết kiệm được rất nhiều những năm tháng thanh xuân của mình. Dấu hiệu thứ hai, bạn tự tin vào khả năng của mình. Đây là sự tự tin vào bản chất, vào năng lực ở bên trong con người bạn, và bạn có niềm tin rằng bạn có thể biến những mong muốn của mình trở thành hiện thực. Mặc dù xung quanh rất nhiều người nghi ngờ và nói với bạn rằng bạn không thể làm được, nhưng bạn luôn luôn có động lực và tin tưởng rằng mình chắc chắn sẽ làm được điều đó. Để có thể đến được với thành công, chúng ta phải chiến đấu với hai nỗi sợ. Nỗi sợ thứ nhất là sợ mình không đủ giỏi, và nỗi sợ thứ hai là sợ những điều mà chúng ta chưa biết. Hãy thử tưởng tượng là bạn bị bịt mắt và yêu cầu phải tìm được đường về nhà từ một nơi mà bạn chưa từng đến bao giờ. Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn có cảm thấy hoảng loạn, bạn có cảm thấy sợ hãi hay không? Khi đó, bạn sẽ cảm thấy mình không biết phải đi về đâu, không biết phải đi hướng nào, và rất sợ nếu như đi giữa đường cái và một chiếc ô tô từ đâu lao tới có thể kết liễu cuộc đời bạn ở ngay khoảnh khắc đấy. Có đúng không ạ? Lúc đó, sự tự tin của bạn bằng không. Tuy nhiên, nếu như bạn đã có đủ thời gian để luyện tập, quen với bóng tối, quen với đôi mắt bị bịt kín, thì dần dần, những cảm quan khác của bạn sẽ được đẩy lên, năng lực trong con người bạn sẽ được phát huy, bạn sẽ biết cảm nhận bằng xúc giác, bạn sẽ biết cảm nhận bằng trực giác, bạn sẽ biết cảm nhận thậm chí cả bằng khứu giác nữa, để xem mình đang ở đâu, định vị bản thân mình như thế nào, và định hướng con đường đi phía trước của mình như thế nào là chính xác nhất. Và khi đó, chính là khi bạn tự tin vào bản thân mình. Trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy thôi, khi mà bạn đang chưa tự tin vào năng lực của chính mình, bạn cảm thấy mình còn yếu kém, còn thiếu nhiều thứ, thì đứng trước một thử thách, bạn sẽ luôn luôn cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Bạn cần bấu víu vào một đâu đó, bạn cần hỏi ý kiến của một ai đó, và bạn nghe theo lời khuyên của rất nhiều người mà không có chính kiến của bản thân mình. Và sự tự tin cũng không đến trong ngày 1, ngày 2. Để có được điều này thì bạn cần phải dành thời gian, đầu tư và rèn luyện nó. Và nếu như các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với việc học hỏi và xem series kỹ năng mà ai cũng cần. Trang đã chia sẻ những kỹ năng cần thiết nhất đối với mỗi người. Và đầu tiên, hãy làm chủ những kỹ năng này trước đã. Khi làm chủ được những kỹ năng này rồi, thì ít nhất các bạn cũng sẽ tự tin ở một mức độ nhất định rồi đấy. Dấu hiệu thứ ba là bạn có khả năng để truyền đạt một cách rõ ràng. Bất kể một người thành công nào thì cũng đều có khả năng để truyền đạt những gì mà họ nghĩ một cách rõ ràng, chính xác, xúc tích và hiệu quả nhất. Khả năng truyền đạt ở đây bao gồm khả năng giao tiếp thông thường, khả năng nói trước đám đông, khả năng trả lời câu hỏi, trả lời phỏng vấn, và thậm chí là cả khả năng giao tiếp qua những phương tiện như là tin nhắn, qua email hay là các phương tiện thông tin truyền thông khác. Khả năng truyền đạt một cách rõ ràng mạch lạc thể hiện người đó có tư duy logic, có khả năng nhìn bao quát vấn đề, và bên cạnh đó là còn có khả năng để phân tích một cách chính xác và tinh tế, sâu sắc nữa. Hơn thế nữa, những người thành công còn là những người có sức ảnh hưởng lớn, họ là những người truyền cảm hứng và thuyết phục được những người xung quanh. Chính bởi vậy, không có người thành công nào mà lại không thể giao tiếp một cách rõ ràng những gì mà họ suy nghĩ cả. Trang sẽ lấy một ví dụ như thế này nhé. Trang nhận được rất nhiều những tin nhắn của các bạn gửi cho Trang qua cả Facebook và qua cả Instagram để xin lời khuyên, nhờ sự giúp đỡ hay là đặt một câu hỏi gì đó. Trang đọc tất cả những tin nhắn đó nhưng không phải là tin nhắn nào Trang cũng trả lời. Có hai lý do Trang không trả lời. Lý do thứ nhất chính là bởi vì khi mà nhắn tin, các bạn nhắn cho Trang hoặc là quá cụt lủn, hoặc là quá lòng vòng, hoặc là ngôn ngữ quá tin, hoặc là viết sai chính tả quá nhiều khiến cho Trang không thể hiểu được các bạn muốn hỏi Trang cái gì.
Và lý do thứ hai là các bạn quá thiếu kiên nhẫn, khi mà không thấy Trang trả lời ngày 1, ngày 2 thì liên tục tới tấp nhắn tin yêu cầu Trang trả lời và thậm chí lại còn giận dỗi và trách cứ Trang bởi vì Trang không trả lời những tin nhắn của các bạn. Điều này chứng tỏ rằng các bạn đang không đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác. Các bạn muốn nhận được sự giúp đỡ nhưng lại không tạo điều kiện tốt nhất để giúp người kia hiểu mình hay là có thể giúp đỡ được cho mình. Trái lại, các bạn lại còn cho rằng việc người khác giúp đỡ mình là trách nhiệm của họ. Như vậy, không ai khác, chính các bạn là người đang tước đi cơ hội để người khác giúp mình cũng như là để mình được phát triển bản thân một cách tốt hơn. Nếu như các bạn đang cảm thấy mình truyền đạt chưa được rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả thì các bạn hoàn toàn có thể luyện tập ngay từ ngày hôm nay trong việc nhắn tin cho những người xung quanh hay nói chuyện với những người khác. Hãy nói chậm lại, suy nghĩ từ từ thôi để biết xem những điều chính xác mình muốn nói ra là gì, chứ không phải cứ nói rồi để người kia phải mất thời gian, mất công sức để hiểu xem bạn muốn nói cái gì với họ. Còn nếu như các bạn muốn học hỏi kỹ năng này từ Trang thì hãy nhắn tin cho Trang qua Facebook I am My Trang. Trang sẽ giúp các bạn, nhưng Trang sẽ chỉ giúp những người thực sự muốn học hỏi và chân thành cũng như trân trọng những gì mà Trang giúp đỡ các bạn mà thôi. Dấu hiệu thứ tư, bạn nhận thức rất rõ về bản thân mình. Người thành công luôn luôn biết rõ họ là ai và con đường mà họ muốn đi là gì. Họ không dễ bị thuyết phục cũng như không dễ để thay đổi mục tiêu của mình. Còn ở thời điểm hiện tại, các bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định trong những lĩnh vực như thế nào? Các bạn cảm thấy khó khăn không biết là nên từ bỏ hay nên tiếp tục công việc hiện tại của mình. Các bạn không biết phải lựa chọn ngành nghề nào cho phù hợp với năng lực, với sở thích của cá nhân. Hay là các bạn không biết nên tiếp tục yêu hay là chia tay người yêu hiện tại của mình. Đó đều là hệ quả của việc các bạn không hiểu rõ bản thân mình là ai. Nếu như những câu hỏi mang tính cá nhân như vậy mà các bạn cũng chưa tự trả lời được thì làm sao các bạn có thể đưa ra được những quyết định lớn cho một tập thể, cho công ty của mình sau này? Làm chủ bản thân mình cũng giống như quản trị một công ty, các bạn cũng cần phải có giá trị cốt lõi, có tầm nhìn, có sứ mệnh và bám theo những điều đó làm kim chỉ nam cho cuộc đời của các bạn. Và nếu như các bạn đã theo dõi những video của Trang đủ lâu, Trang tin rằng đến thời điểm hiện tại, các bạn đâu đó cũng đã hiểu được bản thân mình là ai và mong muốn của mình trong cuộc đời này là gì. Vậy thì điều mà các bạn nên làm ở thời điểm hiện tại là thử lập ra một kế hoạch ngắn hạn thôi cũng được, nó phù hợp với những gì bạn đang mong muốn ở thời điểm hiện tại và thử làm theo kế hoạch đó. Trên con đường thực hiện kế hoạch đó, bạn hãy vừa đi và vừa test xem kế hoạch này có đúng với con người của mình không, có điều gì sai sai khiến cho mình phải miễn cưỡng làm nó và liệu mình có sẵn sàng vượt qua những khó khăn để đạt được kế hoạch này hay không. Nếu như chặng đường đi đó các bạn cảm thấy thực sự hứng thú, các bạn cảm thấy vui vẻ, các bạn cảm thấy hân hoan thì đó chính là con đường phù hợp với bạn rồi đấy. Còn nếu như các bạn vẫn chưa tìm hiểu được xem mình là ai và con đường mà mình thực sự muốn đi là gì, Trang cũng có thể giúp đỡ cho các bạn. Hãy inbox cho Trang. Dấu hiệu thứ 5, bạn luôn luôn muốn học hỏi. Khi mà nói đến điều này thì Trang muốn nhấn mạnh rằng học hỏi không phải chỉ từ những thứ mà mình chưa biết hay là từ những người thành công hơn mình. Nếu như vậy thì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Học hỏi ở đây còn có thể đến từ những thứ mà bạn đã biết rồi. Nhưng ngay cả những thứ mà bạn đã biết rồi thì còn có rất nhiều những góc nhìn khác nhau về nó và đôi khi bạn chưa thể hiểu hết về nó được. Giống như là việc bạn đọc một cuốn sách nhưng mà khi mà đọc lần đầu tiên bạn sẽ có một cảm nhận khác. Còn khi đọc lần thứ 2, lần thứ 3 sau một thời gian bạn lại thấy cuốn sách này có một góc nhìn khác bởi vì cuộc sống của bạn đã khác rồi. Bạn có những trải nghiệm khác, bạn có những chiêm nghiệm khác. Nên khi đọc một cuốn sách mà bạn đã đọc rồi, bạn vẫn thấy nó hay hơn, nó có nhiều kiến thức hơn và bạn học hỏi được lại từ nó rất nhiều thứ. Và thứ hai, bạn cũng đừng nên chỉ nghĩ rằng chỉ những người thành công hơn mình mới là những người đưa ra những lời khuyên hợp lý với bạn mà thôi. Cũng giống như là việc khi mà có một đứa trẻ thì bạn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của bạn để nuôi dạy đứa trẻ đó lớn thành người, phải không? Nhưng trên thực tế thì bạn mới là người mà học hỏi rất nhiều từ đứa trẻ đó, nếu như bạn biết kiên nhẫn, biết lắng nghe từ đứa trẻ của mình. Sự luôn luôn ham muốn học hỏi cũng sẽ khiến bạn không trở nên kiêu ngạo, luôn luôn khiêm tốn và chính bởi vậy mà bạn nhìn được mọi thứ một cách sâu sắc hơn, rộng lớn hơn và nhiều chiều hơn nữa. Những người thành công nhất trên thế giới như Bill Gates hay là Warren Buffett vẫn cứ học hàng ngày. Vậy thì chúng ta hãy học hỏi nhiều hơn để thành công nhiều hơn. Và nếu như bạn có dấu hiệu tiếp theo này thì bạn cũng sẽ là những người đón đầu thành công, đó là không sợ thất bại. Người không thất bại tức là người không làm gì cả. Người thành công càng nhiều thì thất bại cũng rất nhiều. Và để có thể không sợ thất bại thì Trang có một thần chú như sau. Đó là các bạn hãy đừng nhìn thất bại như là những nỗi đau của sự vấp ngã, như là cái gì đó đau khổ lắm, đớn lao lắm, mà đơn giản các bạn hãy hân hoan chào đón nó như là một thử thách và hào hứng để có thể chinh phục được nó ở những lần tiếp theo. Sợ thất bại cũng chính là sợ những điều chúng ta chưa biết, một trong hai nỗi sợ mà nhất định chúng ta sẽ phải chiến đấu để vượt qua nếu như muốn thành công hơn. Sợ thất bại đến từ việc thiếu tự tin. Vậy nếu như chúng ta đủ tự tin vào năng lực của bản thân rồi và nếu như chúng ta hân hoan chào đón thất bại đó thì có cái gì để chúng ta phải sợ thất bại nhỉ? Vậy thì bạn hãy khuyến khích bản thân mình phải thất bại mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Nhưng điều quan trọng nhất là đừng có lặp lại thất bại của mình lần thứ hai, mà qua mỗi lần các bạn hãy học hỏi từ nó và xem mình có thể làm được điều gì tốt hơn. Mình bị ngã, đứng dậy mình lại hân hoan để xem là ở lần chạy tiếp theo mình có thể chạy xa được hơn lần trước bao nhiêu. Có như vậy thì chúng ta mới sẵn sàng chiến đấu với tất cả những nỗi sợ hãi của mình trong cuộc đời được. Trang cũng đã từng rất sợ thất bại và chính nỗi sợ thất bại đó đã ngăn cản không cho Trang làm những điều mà Trang thực sự muốn làm trong quá khứ. Nên bây giờ Trang vẫn còn cảm thấy nuối tiếc. Và chính bởi vậy mà năm 2020
2020 với Trang mới có một cái câu khẩu hiệu là Break All The Limits và Life Is Short, Screw It để có thể khuyến khích bản thân mình là cứ thất bại đi, cứ làm thử đi, không phải lo lắng về một điều gì hết. Và nếu như các bạn muốn lắng nghe thêm về những thất bại của Trang và cách mà Trang vượt qua những nỗi thất bại đó thì các bạn hãy follow Trang ở trên Instagram và trên Facebook IMI Trang. Trang sẽ chia sẻ nhiều hơn ở đó nhé. Chính nhờ vào những dấu hiệu trên, mặc dù chưa bao giờ tự nhận là mình thành công, nhưng mà Trang luôn luôn tự tin vào năng lực của mình, rằng mình có thể phát triển bản thân mỗi ngày, mình có thể sống tích cực hơn và mình có thể đạt được những điều mà chính bản thân mình mong muốn. Các bạn cũng sẽ làm được điều đó, Trang tin chắc chắn là như vậy. Và Trang ở đây là để giúp các bạn. Nếu như gặp những khó khăn gì, các bạn hãy comment ở phía bên dưới cho Trang được biết. Và nếu như thấy video này là ý nghĩa và thiết thực với các bạn hãy chia sẻ nó với những người xung quanh cũng đang cần sự giúp đỡ của Trang, của các bạn. Đó chính là sự cảm ơn thiết thực nhất mà các bạn dành tới cho Trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.